Xin chào tất cả các bạn, mình là Đặng Đức Tuyến, thành viên của hội sử dụng phần mềm CAD, CAM, CAE, CNC, 4CE, ROI. Hôm nay mình làm video này để giới thiệu các bạn về lỗi Zero Thickness trong SolidWorks. Thì đây là một lỗi xảy ra khá nhiều và thường xuyên khi anh em sử dụng lệnh Extrude. Cái này thì nó không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, chủ yếu nó sẽ liên quan đến vấn đề hình học, kiến thức về hình học là chính. Thì để giải thích về cái lệnh này thì mình đã chuẩn bị cho các bạn hai ví dụ. Và ở đây thì cái lệnh này chủ yếu nó mang tính chất về hình học nhiều hơn. Giả sử như ở đây mình có extrude cái khối này lên, thì nó sẽ thông báo là không thể tạo cái extrude này, bởi vì cái geometric condition là cái tình trạng của hình học này, đúng không? Thì để giải thích cho các bạn cái này thì chúng ta sẽ sử dụng một chút kiến thức về toán học. Giả sử như mình có đang hai tập hợp A và B ở đây, thì như các bạn đã thấy, việc nếu như chúng ta cho A giao với B thì chắc chắn sẽ bằng rỗng. Điều này có nghĩa gì trong hình học? Khi hai khối của bạn ấy nó giao nhau, hai khối của mình giao nhau này, giả sử như đây hai khối như này giao nhau, và cái sự giao của hai khối này nó có độ dày bằng không, tức là nó là một điểm hoặc một đường, thì chúng ta sẽ không tạo ra hai khối này, mà lúc này nó sẽ không phải là một khối nữa, mà nó là hai khối và nó trở thành hai body. Để chứng minh cho điều này thì mình sẽ lấy một ví dụ khác về bài này nhé. Giả sử như mình vẽ hai hình chữ nhật, mình sẽ không ràng buộc nhé. Đó. Khi mình extrude lên thì lúc này nó sự giao nhau của hai cái khối này nó đã là một đường thẳng, một điểm hoặc một đường thẳng, thì lúc này nó sẽ tạo ra hai body. Các bạn thấy đây, solid body nó là hai, đúng không? Nhìn như vậy trong trường hợp này thì vẫn có thể làm được, nhưng trong các trường hợp khác thì sao? Cụ thể là trong trường hợp thứ hai đi, các bạn đợi một chút. Đây, trong trường hợp này, các bạn nhớ đến cái tùy chuẩn Morrison của cái này extrude chứ? Thì nó sẽ có nghĩa là hợp cái khối này vào cái khối ban đầu, hợp cái khối mới lùn ra vào cái khối ban đầu, tức là cái hợp nhất kết quả lại. Thì có nghĩa là tổng thể cả cái hình trụ mình extrude lên này và cái hình chữ nhật này mình vừa extrude ra này, nó sẽ là một khối, và theo kỹ thuật anh sẽ là như vậy. Mình sẽ hoàn thành lại nhé. Tuy nhiên thì nó xảy ra lỗi Zero Thickness. Bởi vì tại sao như vậy? Vì khi mình extrude ra ấy, thì cái trụ, hình trụ này giao với cả cái mặt này, nó là giao của một đường thẳng, thẳng từ giữa này xuống. Thì đây, để mình sẽ cho anh em thấy. Vì đây là dòng cột tangent, đúng không? Thì tangent có nghĩa là đường thẳng tiếp tuyến với cả cái đường tròn này. Nhưng khi chúng ta đến zoom nó lên, zoom đến vô hạn, zoom đến vô cùng, nói chung là zoom to hết cỡ lên, thì cái sự tiếp xúc của cái đường thẳng này với cái đường tròn này đó là một điểm là, thì một điểm đó là hình, là chúng ta nhìn theo hình chiếu bằng. Nhưng nếu chúng ta nhìn theo hình chiếu khác, ví dụ như hình chiếu cạnh hoặc hình chiếu đứng chẳng hạn, thì một điểm này nó là một đường thẳng, do mình nhìn từ hình chiếu bằng nên là cái đường nó sẽ suy biến thành một điểm. Vì vậy thì nó sẽ vi phạm vào cái quy chế mà mình vừa nhắc ở đây, là cái sự giao này nó bằng là không, là không hợp lại. Thì như vậy thì nó không thể tạo ra được, là bởi vì do cái này sẽ chủ yếu là do cái lệnh tangent khi các bạn cho vào. Đây, nó chỉ là một cái ấy về hình học thôi. Thì khi chúng ta tắt cái Morrison đi chẳng hạn, ok, thì tất nhiên là nó hoàn toàn có thể tạo được. Có thể hoàn toàn tạo được vì đây nó còn là hai solid body, nhưng tuy nhiên như vậy thì về kỹ thuật này tương đối không đúng. Tiếp theo về cái kiểu thứ nhất thì cái này có lẽ sẽ dễ hiểu với các bạn hơn. Cái extrude bot đây là sử dụng cái extrude này, các bạn thấy không, nó không có bản preview cho các bạn xem trước luôn, nó là thành lệnh nhá. Như lúc nãy mình nói nó đã có cả vấn đề về hình học, đúng không?
Thì trong trường hợp này các bạn thấy nhá, giả sử như chúng ta chốt được lên đi thì chúng ta thấy đây nó cũng điểm này, tức là mình hiểu mình tạm gọi nó là càng nhá. Sau khi mình vẽ nó chụp đủ lên nhà này, hai cái đầu này của nó mình chỉ vẽ tượng trưng thôi, nó chỉ là hơi chạm vào nhau một tí thôi, nó chỉ là gọi là phóng to này ra thì nó chỉ là hai cái nó chỉ hơi chạm vào nhau thôi. Về kỹ thuật thì nó sẽ không đúng, về hình học nó sẽ không đúng, nên là nó trên thực tế thì mình cũng không 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 thực sự rõ, nhưng về phần mềm thì sẽ hiểu như vậy. Thì để giải quyết trường hợp này thì có rất nhiều cách thôi. Một là các bạn vẽ cho cái đường mình, các bạn không xem lại cái dòng của các bạn, bạn không cho nó tiếp tuyến vào cái đường này nữa, anh chút lên này nó hoàn toàn anh chút được. Và trong những trường hợp khác thì bạn có thể bạn xem lại cái biên dạng của các bạn. Cái này thì mình thấy là có thể sẽ xảy ra nhiều trong trường hợp dùng ếch chút cắt, thì các bạn có thể xem lại cái biên dạng cắt của bạn, xem cắt nó có kiểu như nó có tăng gần với cả một cái hình trụ nào đấy không. Thì đó là lệnh ếch chút cắt. Còn các bạn khi mà dùng những lệnh khác như grip chẳng hạn, nó cũng hay gặp, thì các bạn cũng vẫn nên, cách duy nhất là có lẽ mình nghĩ là các bạn phải xem lại cái biên dạng của nó. Thế nên cái lỗi nó rất là thực tế, nó yêu cầu các bạn phải xử lý được bằng cách là các bạn phải thạo về phần mềm, và cũng như là hiểu được cái bản chất của các cái biên dạng trong quá trình bạn vẽ sketch. Ok, video khá là dài rồi, mình nói cũng hơi lan man, hơi khó hiểu, nên xin lỗi các bạn. Thì những cái lỗi zero technique này nó lỗi khá là thường xuyên phổ biến, và cái sự giải thích của mình ấy nó dựa trên những cái mà mình hiểu về hình học của cái phần mềm SolidWorks này, và mình cũng có tham khảo thêm ở trên các nguồn tài liệu của nước ngoài. Nên nếu như các bạn thấy có lủng củng hay là khó hiểu chỗ nào thì có thể nhắn tin hỏi trực tiếp cụ thể hơn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video này.